Phần tiếp theo, chọn mô hình nghiên cứu và những vấn đề liên quan đến thiết kế. Sau khi đã xác định được giả thuyết khoa học và câu hỏi nghiên cứu, bước kế tiếp là chọn mô hình nghiên cứu. Một câu hỏi nghiên cứu có thể giải đáp hay tiếp cận bằng một hay nhiều mô hình nghiên cứu. Mỗi mô hình nghiên cứu có những điểm mạnh và điểm yếu, và việc chọn mô hình thích hợp tùy thuộc vào tính khả thi, ngân sách và tài nguyên sẵn có. Chương này sẽ bàn qua những mô hình nghiên cứu phổ biến trong nghiên cứu khoa học. Chọn mô hình nghiên cứu khoa học. Nghiên cứu khoa học được công bố trên các tập san khoa học rất đa dạng và xuất hiện với nhiều danh từ, thuật ngữ không mấy quen thuộc. Một số nghiên cứu thường thấy là meta-analysis, phân tích tổng hợp, randomized control, clinical trial, RCT, nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên, Retrospective Longitudinal Study, nghiên cứu theo thời gian, Cross-sectional Study, nghiên cứu tiêu biểu một thời điểm, và Case Control Study, nghiên cứu bệnh chứng. Giá trị khoa học của những nghiên cứu này không giống nhau. Bạn dưới đây mô tả vài nét chính của mỗi mô hình nghiên cứu và giá trị khoa học, xét theo thứ tự từ thấp nhất đến cao nhất. Nấc thang giá trị khoa học cho các loại nghiên cứu. Giá trị thấp nhất, giá trị từ thấp nhất đến cao nhất. 1. Tên loại nghiên cứu, ý kiến của các chuyên gia, bài điểm báo, xã luận, bình luận. Và đặc điểm chính, thường là các bài báo được các tập san mời viết. 2. Nghiên cứu cơ bản trên chuột và động vật cấp thấp. Đây là các nghiên cứu sơ khởi trong phòng thí nghiệm về một phân tử hay tác nhân cụ thể. 3. Báo cáo các ca đặc biệt. Đây là loại phân tích chuyên sâu những trường hợp cá biệt trong xã hội. Kinh nghiệm điều trị về một hay vài trường hợp lâm sàng đặc biệt và hiếm thấy. 4. Nghiên cứu bệnh chứng là kết quả chung cho nghiên cứu gồm hai nhóm. Nhóm có đặc điểm, có bệnh, và nhóm không có đặc điểm, không có bệnh, còn gọi là nhóm đối chứng. Trong y học, mục đích của nghiên cứu bệnh chứng là tìm hiểu mối liên hệ giữa một yếu tố nguy cơ và một bệnh lý. 5. Nghiên cứu tiêu biểu tại một thời điểm. Trong khoa học xã hội, đây là một điều tra xã hội, survey, nhằm ước tính mức độ phổ biến của một hiện tượng. Trong y khoa, mục đích thường là ước tính tỷ lệ hiện hành của bệnh và các yếu tố liên quan đến bệnh trong một quần thể. 6. Nghiên cứu theo thời gian là những nghiên cứu theo dõi đối tượng theo thời gian nhưng không can thiệp. Mục đích thường là ước tính tỷ lệ phát sinh của bệnh và các yếu tố liên quan đến bệnh trong một quần thể. 7. Thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên sử dụng trong việc thẩm định mức độ hiệu nghiệm của một thuật điều trị lâm sàng trong một nhóm đối tượng cụ thể. 8. Phân tích tổng hợp. Tổng hợp các kết quả nghiên cứu RCT, Cross-section, Longitudinal và Case Control. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể từng loại. 1. Ý kiến cá nhân và điểm báo, xã luận. Một số bài báo trên các tạp san y học là những ý kiến cá nhân của các giáo sư và chuyên gia trong ngành. Những ý kiến này thường xuất hiện dưới hình thức một bài xã luận, bình luận hay điểm báo. Đây là những bài báo có giá trị thấp nhất trong khoa học, vì chúng chẳng cung cấp một bằng chứng khách quan mà chỉ là những ý kiến cá nhân. Mà ý kiến cá nhân thì thường không biết thì nhiều, mang tính chủ quan. Đó là chưa kể một số giáo sư chỉ là những cái loa phát thanh cho các công ty dược hay lợi dụng tập san để quảng cáo cho công ty của chính họ, chứ mục đích phục vụ khoa học chỉ là thứ yếu. 2. Nghiên cứu cơ bản. Trong y học, các nghiên cứu cơ bản đóng vai trò rất quan trọng trong khám phá y khoa. Không có nghiên cứu này, chúng ta chắc chắn không có một nền y học hiện đại như hiện nay. Những nghiên cứu này thường được tiến hành trên chuột hay thỏ hay trong ống nghiệm. Đó là những nghiên cứu khởi đầu để thử nghiệm một giả thuyết khoa học cụ thể nào đó.
bởi vì chỉ là nghiên cứu sơ khởi và không tiến hành trên bệnh nhân. Cho nên đối với y học thực chứng, giá trị khoa học của các nghiên cứu này rất thấp, chỉ hơn ý kiến cá nhân một bậc mà thôi. 3. Báo cáo trường hợp lâm sàng. Bằng chứng có giá trị cao hơn nghiên cứu cơ bản là các phân tích về các trường hợp lâm sàng. Trong nhiều tập san y học, giới nghiên cứu thường báo cáo trường hợp bệnh nhân rất đặc biệt, rất hiếm, những trường hợp bệnh khó chẩn đoán hay những trường hợp bệnh lý chưa được mô tả trong sách giáo khoa, những ca giải phẫu ngoạn mục, v.v. Có khi bác sĩ thành công trong chẩn đoán và điều trị, nếu không thì chắc chắn sẽ không có bài báo. Và những thành công đó không thể xem là bằng chứng khoa học được, vì không có giá trị khái quát hóa đến các bệnh nhân khác. 3. Nghiên cứu bệnh chứng. Các nghiên cứu có giá trị khoa học trung bình là các case control study, tức là nghiên cứu bệnh chứng. Trong các nghiên cứu này, mục đích chính là tìm hiểu mối liên hệ giữa một yếu tố nguy cơ, risk factor, và một bệnh rất cụ thể. Để tiến hành nghiên cứu này, nhà nghiên cứu phải đi ngược thời gian với những quy trình được minh họa qua một nghiên cứu tiêu biểu mối liên hệ giữa việc sử dụng hormone therapy hay HT và gãy xương như sau. Bước thứ nhất, chọn một nhóm đối tượng đã bị gãy xương, còn gọi là cases, mà nhà nghiên cứu muốn tìm hiểu. Bước thứ hai, chọn nhóm đối chứng, gọi là control, không bị gãy xương, nhưng mỗi người trong nhóm này phải có cùng độ tuổi, cùng giới tính và các yếu tố lâm sàng khác với nhóm đối tượng. Bước thứ ba, xem xét trong mỗi nhóm đối tượng và nhóm đối chứng có bao nhiêu người sử dụng HT và bao nhiêu người không sử dụng HT. Bước thứ tư, ước tính odds ratio, hay thường được viết tắt là OR. Khi OR thấp hơn 1, có nghĩa là sử dụng HT giảm gãy xương. Khi OR bằng 1, có nghĩa là HT không có ảnh hưởng gì đến gãy xương. Và nếu OR cao hơn 1, thì đó là một tín hiệu cho thấy sử dụng HT có thể làm tăng nguy cơ gãy xương. Tiếp theo, nghiên cứu tiêu biểu một thời điểm. Các nghiên cứu có giá trị khoa học trên trung bình là nghiên cứu tiêu biểu một thời điểm. Có người dịch cross-sectional study là nghiên cứu cắt ngang, nhưng tôi thấy cách dịch này không nói lên thực chất của nó. Trong thực tế, nghiên cứu này chọn một quần thể một cách ngẫu nhiên, nhưng tiêu biểu cho một cộng đồng tại một thời điểm nào đó. Mục đích chính của các nghiên cứu này là tìm hiểu tỷ lệ hiện hành của một bệnh nào đó, hay tìm hiểu mối tương quan giữa một yếu tố nguy cơ và một bệnh. Chẳng hạn như nếu chúng ta muốn tìm hiểu có bao nhiêu người trong độ tuổi 50 trở lên bị xơ vữa động mạch ở dân số, sống trong nông thôn và thành phố, chúng ta có thể tiến hành như sau. Bước thứ nhất, chọn một thành phố và một vùng nông thôn với các tiêu chuẩn phù hợp cho định nghĩa thế nào là thành phố và thế nào là nông thôn. Tìm hiểu xem có bao nhiêu quận và huyện. Bước thứ hai, lập danh sách đối tượng nghiên cứu gồm những người đàn ông và phụ nữ trên 50 tuổi. Bước thứ ba, sử dụng máy tính soạn một chương trình chọn, chẳng hạn như 5% tổng số đối tượng đó một cách ngẫu nhiên. Bước thứ tư, thu thập dữ liệu các đối tượng được chọn tại một thời điểm nào đó. Bước thứ năm, xác định xem có bao nhiêu người bị xơ vữa động mạch và phân tích mối liên hệ giữa các yếu tố lâm sàng và nguy cơ mắc bệnh. Mô hình tiếp theo, nghiên cứu theo thời gian. Nghiên cứu có giá trị cao hơn nghiên cứu cross-sectional session là nghiên cứu theo thời gian. Mục đích của nghiên cứu này là tìm hiểu mối liên hệ giữa một hay nhiều yếu tố nguy cơ và nguy cơ phát sinh bệnh tật. Khác với nghiên cứu cross-section chỉ ghi nhận sự kiện tại một thời điểm, các nghiên cứu theo thời gian phải theo dõi đối tượng trong một thời gian có thể là nhiều năm hay nhiều tháng. Do đó, nghiên cứu theo thời gian thường tốn tiền hơn và công phu hơn các nghiên cứu cross-section. Chẳng hạn như chúng ta muốn tìm hiểu mối liên hệ giữa tỷ trọng cơ thể Body Mass Index, BMI, và nguy cơ tử vong, hay ước tính khả năng tiên đoán tử vong của BMI, chúng ta có thể tiến hành nghiên cứu theo quy trình sau đây.
Bước thứ nhất, chọn một quần thể tiêu biểu gồm n người một cách ngẫu nhiên tại một địa phương hay nhiều địa phương. Bước thứ hai, thu thập dữ liệu như BMI chẳng hạn, ban đầu tại thời điểm T0. Bước thứ ba, theo dõi quần thể trong một thời gian T và trong thời gian này thu thập thêm dữ liệu và ghi nhận bao nhiêu người chết. Bước thứ tư, phân tích mối liên hệ giữa BMI tại thời điểm T0 và tỷ lệ tử vong trong thời gian T. Kết quả của một nghiên cứu như thế có thể tóm tắt bằng một bảng số liệu như sau. Đây có bảng số liệu rồi. Đến đây, chúng ta cần phải phân biệt hai chỉ số quan trọng: tỷ lệ phát sinh (incidence) và tỷ lệ hiện hành (prevalence). Tỷ lệ phát sinh chỉ có thể ước tính cho các nghiên cứu theo thời gian, tức là prospective study. Những nghiên cứu phải theo dõi đối tượng trong một thời gian và thu thập tần số phát sinh bệnh trong thời gian đó. Còn tỷ lệ hiện hành chỉ có thể ước tính cho các nghiên cứu cross-section mà thôi. Vì nghiên cứu cross-section chỉ thu thập thông tin tại một thời điểm nhất định, tỷ lệ hiện hành thực chất là một số đi ngược thời gian. Trong nghiên cứu cross-section, khi phỏng vấn đối tượng, chúng ta có thể hỏi chẳng hạn như: anh chị từng bị bệnh xơ vữa động mạch bao giờ chưa? Do đó tỷ lệ hiện hành không cung cấp cho chúng ta nguy cơ tương lai, nhưng tỷ lệ hiện hành cho chúng ta biết có bao nhiêu người bị bệnh trong một quần thể, và do đó chúng ta biết quy mô của vấn đề. Ngược lại với quy mô và tính quá khứ của tỷ lệ hiện hành, tỷ lệ phát sinh cung cấp cho chúng ta thông tin về nguy cơ trong tương lai. Được giới hạn trong một thời gian nhất định, tỷ lệ phát sinh thường thấp hơn tỷ lệ hiện hành. Biết được tỷ lệ phát sinh là một điều rất quan trọng và có ích cho việc lên kế hoạch để tiến hành những nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên. Mô hình tiếp theo, nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên RCT. Các nghiên cứu vừa nêu trên, cross-section, longitudinal và case control study, là những nghiên cứu quan sát observational study, vì nhà nghiên cứu không can thiệp vào đối tượng. Ngược lại, các nghiên cứu quan sát thử nghiệm RCT là những nghiên cứu nhằm thử nghiệm mức độ ảnh hưởng, mức độ hiệu nghiệm một sự can thiệp intervention. Can thiệp ở đây có phải hiểu là những thuật điều trị, kể cả thuốc và phẫu thuật, nhưng tôi sẽ chú trọng vào các RCT thử nghiệm thuốc. Có khá nhiều cách thiết kế nghiên cứu RCT, nhưng tôi chỉ nói đến một dạng nghiên cứu thông thường nhất, đó là nghiên cứu gồm hai nhóm bệnh nhân, còn gọi là parallel design. Để minh họa cho khái niệm RCT, tôi sẽ lấy ví dụ của công trình nghiên cứu Women's Health Initiatives làm ví dụ. Trong công trình nghiên cứu này, các nhà nghiên cứu muốn thử nghiệm xem mức độ hiệu nghiệm của calcium và vitamin D trong việc phòng chống gãy xương ở phụ nữ sau thời mãn kinh như thế nào. Họ tiến hành các bước sau đây. Bước thứ nhất, chọn một quần thể gồm 36.282 phụ nữ sau thời mãn kinh, tức là tuổi từ 50 đến 79. Thu thập tất cả các dữ liệu lâm sàng liên quan. Bước thứ hai, dùng máy tính để phân chia quần thể đó thành hai nhóm một cách ngẫu nhiên. Nhóm 1 có 18.176 phụ nữ được điều trị bằng calcium và vitamin D hàng ngày, tức là nhóm can thiệp. Nhóm 2 gồm 18.106 phụ nữ cùng độ tuổi nhưng không được bổ sung calcium hay vitamin D, còn gọi là nhóm đối chứng hay placebo. Bước thứ 3, theo dõi hai nhóm can thiệp và đối chứng trong thời gian 10 năm. Tính trung bình là 7 năm vì một số qua đời, một số mất liên lạc và một số không muốn tiếp tục tham gia công trình nghiên cứu. Trong thời gian này, các nhà nghiên cứu tiếp tục thu thập dữ liệu lâm sàng và đo lường sinh hóa để theo dõi tình trạng của bệnh nhân, cũng như ghi nhận số phụ nữ bị gãy xương. Bước thứ 4, sau khi hết thời hạn theo dõi, các nhà nghiên cứu lên kế hoạch phân tích dữ liệu xem xét hiệu quả của vitamin D và calcium đến việc giảm nguy cơ gãy xương. Kết quả chính của công trình nghiên cứu có thể tóm lược bằng một bảng thống kê như sau. Số bệnh nhân: nhóm can thiệp 18.176, nhóm đối chứng
18.106, thời gian theo dõi, nhóm can thiệp 7 năm, nhóm đối chứng 7 năm. Số phụ nữ bị gãy xương đùi, nhóm can thiệp 175, nhóm đối chứng 199. Tỷ lệ gãy xương đùi, nhóm can thiệp 0,96, nhóm đối chứng 1,10. HOBE, một nghiên cứu RCT tiêu biểu. Chẳng hạn như trong công trình nghiên cứu HOPE, HOPE là viết tắt của từ Heart Outcomes Prevention Evaluation, tuyển chọn bệnh nhân trên 55 tuổi có nguy cơ bệnh tim mạch cao, tiền sử bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường và ít nhất là một yếu tố nguy cơ như cao huyết áp, tăng cholesterol, hút thuốc lá, v.v. Tính chung công trình nghiên cứu tuyển chọn được 9.297 bệnh nhân. Bệnh nhân được chia thành hai nhóm một cách ngẫu nhiên. Nhóm dùng Ramipril 10mg trên ngày và nhóm đối chứng placebo. Ngoài ra bệnh nhân còn được ngẫu nhiên chia thành hai nhóm, một nhóm sử dụng vitamin D và một nhóm đối chứng giả vitamin E. Nói cách khác, đây là một công trình nghiên cứu được thiết kế theo mô hình factorial rất tinh vi và có hệ thống. Bệnh nhân được theo dõi trong vòng 5 năm. Trong thời gian theo dõi, các nhà nghiên cứu ghi nhận các biến cố lâm sàng như nhồi máu cơ tim, đột quỵ hay tử vong do bệnh tim mạch. Họ gọi chung các biến cố lâm sàng này là Composite Outcome, chỉ số hỗn hợp lâm sàng. Kết quả có thể tóm lược trong bảng số liệu sau đây. Biến cố lâm sàng nhồi máu cơ tim của Ramipril là 459, placebo 570, tỷ số nguy cơ với khoảng tin cậy 95% là 0,8, đột quỵ dùng Ramipril 156, placebo 226, tỷ số nguy cơ 0,68, tử vong do bệnh tim mạch là 286 đối với dùng Ramipril, placebo là 377, tỷ số nguy cơ 0,74. Chỉ số hỗn hợp đối với đối tượng dùng Ramipril là 651, đối với placebo là 826, tỷ số nguy cơ là 0,78. Số liệu trên cho thấy Ramipril giảm nguy cơ nhồi máu cơ tim 20%, giảm nguy cơ đột quỵ 32% và giảm tử vong do bệnh tim mạch 25%. Tính chung các biến cố lâm sàng, Ramipril giảm 22%. Do những kết quả khả quan trên đây, Ủy ban thẩm định dữ liệu của công trình nghiên cứu đề nghị ngưng công trình nghiên cứu sớm hơn dự tính lúc ban đầu. Nói cách khác, vì các nhà nghiên cứu thấy thuốc Ramipril có hiệu quả tốt, nên không có lý do để tiếp tục cho phân nửa bệnh nhân phải uống placebo. Về tác động toàn cầu, theo tính toán của các nhà nghiên cứu, nếu 1/4 các bệnh nhân ở các nước đang phát triển, như Việt Nam chẳng hạn, và 1/2 bệnh nhân ở các nước công nghệ tiên tiến được điều trị bằng Ramipril, khoảng 2 triệu biến cố lâm sàng trên sẽ được ngăn ngừa. Tuy nhiên, khi so sánh giữa hai nhóm vitamin E và placebo, không có sự khác biệt về tử vong, nhồi máu cơ tim hay đột quỵ giữa hai nhóm. Nói cách khác, vitamin E không có hiệu quả giảm các biến cố lâm sàng liên quan đến bệnh tim mạch. Nói chung, đối với y học thực chứng, trong các tất cả nghiên cứu lâm sàng, kết quả từ công trình thử nghiệm lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên RCT được đánh giá là những nghiên cứu có giá trị khoa học cao nhất. Nếu những nghiên cứu này được tiến hành nghiêm chỉnh và tuân theo các tiêu chuẩn về thiết kế, phương pháp phân tích cũng như tuyển chọn đối tượng, có thể nói không ngờ rằng công trình nghiên cứu HOPE đánh dấu một bước ngoặt trong nghiên cứu lâm sàng và RCT về phương pháp thiết kế mới và logic, và kết quả của công trình này làm thay đổi thực hành lâm sàng. Mô hình tiếp theo, phân tích tổng hợp meta-analysis. Thông thường, với bất cứ một loại thuốc nào hay một thuật điều trị nào, một nghiên cứu RCT đơn lẻ không thể nào giải quyết dứt khoát vấn đề hiệu nghiệm, mà thường cần phải có nhiều nghiên cứu độc lập với nhau. Nhiều nghiên cứu trên nhiều quần thể khác nhau, dù có một mục đích và tiến hành với một phương pháp chuẩn,
có thể cho ra nhiều kết quả khác nhau, thậm chí trái ngược nhau. Trước sự khác biệt về kết quả như thế, vấn đề đặt ra là làm sao hệ thống hóa tất cả các kết quả nghiên cứu này để cho ra một đáp số, một phán quyết sau cùng. Gần đây, có một nghiên cứu mới ra đời có tên là Meta-Analysis, mà tôi tạm dịch ra là phân tích tổng hợp. Vì thực chất của nghiên cứu này là phân tích tất cả các kết quả nghiên cứu trong quá khứ, trong y học thực chứng. Kết quả phân tích tổng hợp được đánh giá là có giá trị khoa học cao nhất. Cần phải nói thêm rằng, phân tích tổng hợp không chỉ áp dụng cho việc hệ thống hóa các nghiên cứu RCT, mà còn áp dụng, có thể áp dụng để tổng hợp các kết quả từ các nghiên cứu Case Control, Cross-Section và Longitudinal. Trong mấy năm gần đây, trước tình trạng các nghiên cứu đơn lẻ cho ra quá nhiều kết quả khác nhau, khó diễn dịch, phân tích tổng hợp đã trở thành một phương tiện nghiên cứu rất thông dụng, không chỉ trong lĩnh vực y khoa mà các lĩnh vực khác như sinh học, nông nghiệp, tâm lý học, xã hội, kinh tế học, v.v. đều bắt đầu sử dụng phân tích tổng hợp rất nhiều. Trên đây chỉ là khái quát về những nghiên cứu y học mà bạn đọc hay tìm thấy trong các tập san y khoa trên thế giới, hiểu biết được sự khác nhau giữa các nghiên cứu và nấc thang giá trị khoa học của chúng, là bước đầu trong việc thẩm định thông tin khoa học. Ngoài việc đó, người đọc còn phải đặt một số câu hỏi thông thường như: nghiên cứu này được tiến hành ở đâu, do ai làm, đối tượng nghiên cứu thuộc độ tuổi và giới tính nào, có bệnh gì, thời gian theo dõi bao lâu, các dữ liệu được phân tích như thế nào, cách diễn dịch có phù hợp với dữ liệu hay không, và quan trọng là nghiên cứu được công bố chưa, ở đâu. Tất cả các câu hỏi này sẽ giúp cho người tiếp cận thông tin quyết định xem các kết quả nghiên cứu có giá trị gì hay không, và nếu có thì chúng có áp dụng cho cá nhân được hay không. Bản tổng kết ưu điểm và yếu điểm của vài mô hình nghiên cứu. Thứ nhất là nghiên cứu cắt ngang. Ưu điểm: có thể nghiên cứu toàn bộ một quần thể, cung cấp ước tính tỷ lệ hiện hành và các yếu tố nguy cơ, có khả năng khái quát hóa rộng hơn, tương đối dễ thực hiện. Yếu điểm: rất dễ bias, như survival bias, hiện tượng bệnh nhân sống lâu và có thể làm cho việc ước tính tỷ lệ hiện hành không đúng với thực tế, dễ bị sai lầm trong phân nhóm vì bệnh nhân quên, không thể phát biểu về nguyên nhân và hiệu quả vì chỉ một thời điểm, không thực tế với các bệnh hiếm. 2. Nghiên cứu xuôi thời gian. Ưu điểm: có thể phát biểu về nguyên nhân và hệ quả vì thông tin về yếu tố nguy cơ được thu thập trước khi bệnh phát sinh. Có thể nghiên cứu các bệnh hiếm hay với tần số thấp. Yếu điểm: tốn kém thời gian và tiền, đối tượng bỏ cuộc hay lost to follow up. 3. Mô hình nghiên cứu bệnh chứng. Ưu điểm: rất hữu hiệu cho các bệnh hiếm, không tốn kém, có thể thực hiện nhanh. Yếu điểm: dễ bị selection bias và chọn sai đối tượng nghiên cứu, dễ bị sai lầm trong phân bệnh, không thể phát biểu về nguyên nhân và hệ quả. 4. Mô hình nghiên cứu lâm sàng đối chứng ngẫu nhiên RCT. Ưu điểm: giảm các yếu tố nhiễu có thể ảnh hưởng đến bệnh như trong nghiên cứu cắt ngang. Có chọn nhóm ngẫu nhiên, có thể phát biểu về nguyên nhân và hệ quả. Yếu điểm: rất tốn kém thời gian và tiền bạc, đối tượng bỏ cuộc hay lost to follow up. Những biases trong nghiên cứu khoa học. Bias là một khái niệm hơi khó dịch một cách gọn gàng sang tiếng Việt. Chúng ta có thể hiểu bias là sự sai lệch giữa giá trị quan sát và giá trị thật. Nếu giá trị thật là T và giá trị quan sát là O, thì hiệu số giữa T và O được gọi là bias. Khái niệm bias áp dụng cho một số chỉ số thống kê như trung bình, độ lệch chuẩn, nhưng cũng áp dụng cho các quy luật tự nhiên. Khi chúng ta nói một chỉ số thống kê là bias, chúng ta ám chỉ rằng ước số của chỉ số này lệch so với giá trị thật. Tương tự, nếu một nghiên cứu cho kết quả lệch so với thực tế, có nghĩa là từ quần thể, thì nghiên cứu đó được xem là bias. Loại thứ nhất, survival bias. Trong nghiên cứu y khoa, survival bias có nghĩa là nghiên cứu chỉ tuyển dụng
được những người khỏe mạnh và còn sống, còn những người kém khỏe mạnh thì đã chết. Do đó, ước số của mẫu nghiên cứu có xu hướng lạc quan hơn thực tế. Trong kiểm định giáo dục, tôi cũng nghĩ có hiện tượng survival bias, vì chúng ta chỉ đánh giá được những em còn theo đuổi việc học, chứ không đánh giá được những em đã bỏ học. Tỷ lệ bỏ học ở Việt Nam ngày càng cao như báo chí hay đề cập đến. Những em bỏ học có thể do học lực kém và do tình hình kinh tế gia đình không tốt. Ngoài tình trạng bỏ học, còn có tình trạng ghi danh cấp trung học. Theo một số liệu tôi đọc được trước đây của Ngân hàng Thế giới, tỷ lệ học sinh ghi danh lên trung học cấp 1 dao động trong khoảng 90-92%, còn đến cấp 2 thì giảm còn 65% mà thôi. Tỷ lệ ghi danh ở cấp 2 ở Mỹ Úc là khoảng 90-98%. Do đó, kết quả kiểm định PISA cũng bị bias theo hướng lạc quan hơn thực tế. Bias trong cách lấy mẫu. Đây là một bias phổ biến và rất khó tránh khỏi. Theo báo cáo của PISA, thì họ chọn mẫu phân tầng và theo đó họ chọn trường một cách ngẫu nhiên. Và mỗi trường được chọn, họ cũng ngẫu nhiên chọn học sinh. Đó là cách chọn mẫu hợp lý và khoa học. Nhưng cái khó khăn ở đây là phải cân đối vùng miền, Nam Trung Bắc, nơi cư trú, nông thôn hay thành thị, loại trường công và trường bán công, vân vân. Dĩ nhiên ai cũng biết lấy mẫu đại diện thì kết quả sẽ đáng tin cậy hơn là lấy mẫu thiếu đại diện. Có tất cả 188 trường tham gia vào chương trình kiểm định PISA 2015. Nhưng số học sinh không cân đối giữa vùng và miền. Chẳng hạn như tỷ lệ học sinh vùng thành thị ở các trường miền Bắc là 48%. Tỷ lệ này cao hơn miền Trung 43%, nhưng thấp hơn miền Nam 56%. Tương tự, tỷ lệ trường công cũng không đồng đều giữa các miền. Tỷ lệ học sinh trường bán công ở miền Bắc là 12%, cao gần gấp 2 lần so với miền Trung 6,7% và miền Nam 7%. Bởi vì học sinh thành thị và học sinh trường công có khả năng học tập tốt hơn học sinh vùng nông thôn và trường bán công, nên cách lấy mẫu thiếu cân đối như trên có thể dẫn đến bias. Loại bias tiếp theo, Hawthorne bias trong y khoa. Thuật ngữ Hawthorne bias còn gọi là Hawthorne effect, thường được dùng để đề cập đến hiện tượng bệnh nhân và đối tượng nghiên cứu tự điều chỉnh trong môi trường bị quan sát theo dõi. Trong kiểm định giáo dục hay thi cử, khi học sinh ý thức được tầm quan trọng của cuộc thi nên họ có thể thay đổi thói quen học tập để đạt được điểm tốt. Tình trạng này dĩ nhiên cũng dẫn đến bias một cách lạc quan. Loại bias tiếp theo, horse racing bias. Hiện tượng đua ngựa này cũng hay xảy ra trong nghiên cứu y khoa. Đây là hiệu ứng được dùng để giải thích các số liệu nghiên cứu quan sát. Trong điều kiện không có sai số đo lường, các yếu tố ảnh hưởng đến sự tăng trưởng nhanh trước khi tham gia PISA cũng là những người có xu hướng có năng lực tốt trong kỳ thi. Chúng ta biết rằng khi trường hay học sinh được chọn tham gia thì họ được chọn để huấn luyện và cho bài tập thử trước. Do đó có thể đoán tại sao phương sai trong điểm PISA của Việt Nam nằm trong nhóm thấp nhất so với các nước khác. Đó cũng là một dạng bias làm lệch kết quả của kỳ thi. Loại tiếp theo, regression toward the mean bias, hồi quy về trung bình. Đây là một hiện tượng được quan sát từ thế kỷ 18 bởi Francis Galton. Lúc đó ông Galton làm nghiên cứu về ảnh hưởng của yếu tố di truyền đến trí thông minh. Và ông lấy chiều cao làm chỉ số đo lường thông minh. Ông phát hiện rằng chiều cao của người có xu hướng tương quan cao với chiều cao trung bình của cha và mẹ. Sau này người ta cũng quan sát hiệu ứng này trong nhiều lĩnh vực khác như tâm lý học và giáo dục. Trong tâm lý học, giáo sư Daniel Kahneman, giải thưởng Nobel Kinh tế 2002, giải thích trong cuốn Thinking Fast, Thinking Slow rất hay rằng hiện tượng hồi quy về trung bình có thể giải thích tại sao trừng phạt có hiệu quả tăng khả năng nhưng khen thưởng có thể gây phản tác dụng. Trong giáo dục, những học sinh khởi đầu với điểm số thấp thường có xu hướng tăng về hướng trung bình quần thể sau khi thi vài kỳ. Ngược lại, học sinh có điểm khởi đầu cao lại có xu hướng giảm về trung bình quần thể. Nhưng đây là tác động chủ yếu do sai số trong đo lường và nó có ảnh hưởng trực tiếp đến cách tính điểm trung bình trong một quần thể.
Đó chỉ là những bias tôi có thể nghĩ đến, chứ trong thực tế còn có nhiều bias khác mà chúng ta không kiểm soát được. Chẳng hạn như bias về văn hóa, phong tục, cách học cũng có thể ảnh hưởng đến điểm PISA. Một số bias có thể điều chỉnh, nhưng một số bias thì không thể điều chỉnh, và chúng ta phải chấp nhận như là những điểm yếu. Đó là chưa kể đến những vấn đề nghiêm trọng về phương pháp thống kê mà đã có nhiều người chỉ ra trong quá khứ. Những bias này nói lên rằng chúng ta rất khó xếp hạng các nước dựa vào điểm PISA, và chúng ta cần phải cẩn thận trong diễn giải kết quả PISA. Có lẽ nhà nước không nên tốn tiền triệu USD để tham gia vào một chương trình kiểm định có nhiều vấn đề về phương pháp. Đã qua 2 kỳ kiểm định, chúng ta đã có chút dữ liệu cho biết học trò Việt Nam đang ở đâu trên bản đồ học thế giới. Nếu tham gia lần nữa, có lẽ kết quả cũng chẳng khác gì, nhất là 2 lần kiểm định tốn kém đều cho ra kết quả gần giống nhau. Chúng ta cần những nghiên cứu quy mô theo thời gian để đánh giá học sinh theo thời gian, chứ không phải những loại kiểm định mang tính cắt ngang như PISA. Nghiên cứu theo thời gian có giá trị hơn nghiên cứu cắt ngang, và điều này thì ai cũng biết. Tôi nghĩ các